Hello, chào tất cả mọi người. Chị em phụ nữ mình thích nhất điều gì nhỉ? Vòng eo thon và cái bụng phẳng đúng không ạ? Xin chia sẻ thật tình với mọi người là mình trước kia là cái độ số ký mình cao nhất là hơn 100kg. Và hiện nay là các bạn thấy đó, là các bạn biết là mình phải trải qua quá trình tập luyện rất nhiều. Thì trong quá trình tập luyện á, thì mình mới rút ra cái kinh nghiệm để tập bụng. Ai cũng muốn tập bụng nhưng khi tập bụng các bạn gặp khó khăn trở ngại rất nhiều. Tại vì tập sai các bạn sẽ bị đau cổ vai gáy. Và hiện tại bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài bụng đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất. Bất cứ đâu các bạn cũng có thể tập. Chỉ cần một cái tấm thảm, trải đủ một tấm thảm văn phòng cũng được. Vừa chỗ phòng ngủ của mình cũng được, ở nhà cũng được. Let's do it. Đầu tiên các bạn cứ thế làm cho cái phần lưng của mình mềm, tay sau gáy hóp chặt bụng lại, gập trước hai nhịp thả lỏng cổ ra, nào thở ra 1, 2 rồi lên 3, làm 10 lần đi 1, 2, 3 đi 2, 2, 3 tiếp 3, 2, 3 4, 2, 3 5 rồi nằm xuống. Hai tay các bạn để sau gáy nè. Hai tay mở ra. Rồi nhịp 1 các bạn lên, ép hai trỏ tay lại, đồng thời mắt nhìn hướng về phía trước, cầm chặt xương ngực, thở ra hóp chặt bụng lại. Lên 1 chỉ đơn giản vậy thôi. Về 2 tiếp 2 tiếp 3 tiếp 4 tiếp 5 đi 6 tiếp 7 tiếp 8 tiếp 9 tiếp lần cuối cùng 10. Động tác thứ hai chúng ta sẽ kết hợp thêm chân vô, tay sau gáy lên là kết hợp chân kéo gối, ép hai trỏ nhấn vào gối là 1 về hít sâu lên thở ra 2 hít sâu lên thở ra hoặc chặt bụng lại 3 hít sâu lên thở ra 4 hít sâu lên thở ra 5 và sau khoảng chừng 15 lần như thế các bạn giữ và siết cơ. Cái phần này quan trọng nhất sẽ làm cho các bạn đau cơ bụng và vô cơ bụng vô rất là sâu. Tay buông ra nè, đan tay nâng chân kia lên và các bạn nhấc 1, nhấc 2, nhấc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhịp. Xong các bạn hạ về, các bạn sẽ cảm nhận cái vùng cơ bụng trên rất là đau và nóng. Ok. Sau cái động tác vừa rồi các bạn 10 lần các bạn sử dụng tay và 10 lần 15 phần sau các bạn kết hợp chân, các bạn siết cơ. Các bạn nghỉ chút xíu, sau đó đổi bên kia thì mình cũng y chang như vậy, 10 lần lên tay không và 15 lần kết hợp chân và siết cơ 10 nhịp. Rồi, động tác kế tiếp chúng ta sẽ kết hợp cả tay và hai chân. Các bạn chú ý nha. Hai tay sau gáy nè, lần này các bạn đưa hai chân lên, co rút hai chân, đồng thời hai tay ép vô gối nè, thở ra hóp chặt bụng lại. Không cần đi nhanh, đi rất chậm, siết bụng lại. 1, các bạn về, thở ra, hít sâu, co lại. 2, thở ra đi thật chậm cho mình nha. Tiếp 3, hít sâu lên thở ra 4. Các bạn sẽ làm động tác này cho mình khoảng chừng 10 lần được chưa? Sau đó các bạn buông tay ra. Rồi co 1, 2, 2, xích cơ lại 2, hóp chặt bụng 3, 2, 4, 2, đi 5, 2, 6, 2, 7, chân co cho duỗi nha. Chín mũi hồi về thở. Tiếp theo động tác kiếp tiếp theo nhé. Chân trái các bạn gác lên gối phải, tay sau gáy các bạn nâng nè, nâng chân nhẹ nhàng lên, hóp chặt bụng thở ra 1, đẩy mông lên, nhịp 2 hạ về. Cái này tập cho phần bụng dưới nè. 2 tiếp 3 đi 4 tiếp 5. Các bạn làm như thế lần thứ 10 thì các bạn dừng lại ở đây được chưa? Gập chân phải xuống, đồng thời
các bạn vặn qua bên trái, trỏ tay chạm gối, một cố gắng với trỏ tay chạm chỗ gối, hai tiếp, ba định, bốn tiếp, năm, cái này sẽ tập cho phần cơ liên sườn, sáu điểm, bảy. Các bạn làm cho mình 10 lần. Rồi các bạn siết cơ 5 chữ lại, 4, 3, 2, 1. Tương tự các bạn đổ bên. Cuối cùng các bạn sẽ nâng gáy lên. Mình sẽ siết chặt cơ liên sườn lần nữa. Co chân trái, thẳng chân phải, vặn qua trái, nhịp 1 đổi bên. Nhịp 2 các bạn làm chậm thôi, không cần làm nhanh nào. Thở, hít, thở, ba, hai, điểm, bốn, hai vòng sau, năm, hai. Cái này các bạn làm cho mười lần tới 15 lần nha. Rồi lần cuối cùng các bạn hãy động tác cuối cùng kết là các bạn sẽ co hai gối lên, đặt gót hai tay nắm cổ chân và đẩy lưng lên, là đẩy hông lên. Cái phần này để thư giãn phần lưng các bạn, phần vai cái lên một, hạ về, lên hóp chặt bụng nào, đẩy cao hết cỡ lên. Tiếp, 3, chỉ, 4, hóc chặt bụng, 5, giữ lại. Rồi các bạn ép hai gối, ép sát ngực nhé. Rồi cùng bụng lên. Rồi, thẳng chân ra, lên, giãn người ra. Thở, hít sâu. Thở, sâu. Ba bụng đã kết thúc. Đầu tiên tại sau gáy, bắt đầu nâng gáy lên, hai hai chỏ tay lại, ép sát cổ thở, một về phía sau, tiếp theo hai điểm, ba điểm, bốn điểm, năm lên thở ra, sáu các bạn lên nhớ có nhịp chữ, bảy đừng về ngay đó, ép một ba điểm. Chuẩn bị 10, kết hợp chân trái co lên nào. 1, tiếp 2, chân trái chạm sang, 3, điểm 4, tiếp 5, điểm 6, điểm 7, tiếp 8, tiếp 9, điểm 10, 5, 4, nha. 5, tiếp 1, giữ chân, sang tay không chân, nâng chân lên, đồng thời đá lại tiếp tục lại đáng chịu đau. 1, giấc 2, giấc 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hồi sau thở ra, tiếp tục chuẩn bị thở lên, tay sau này, lên thở xuống lên, lên nhẹ nhàng lên. 1, về phía sau, không cần bật cao đâu. 2, nâng gáy lên nhẹ nhàng nào. 3, nhớ là phải mất cả một đạo. 5, tiếp 6, 7, 7, tiếp 8, tiếp 9, tiếp 10, chân phải cái đầu bằng ạ. Lên 1, tiếp 2, lên 3, tiếp 4, lên 5, tiếp 6, tiếp 7, cố lên 8, tiếp 9, tiếp 10, 5 nhịp nữa nha. 5, tiếp 4, lên 3, lên 2, chuẩn bị 1, giữ thẳng các bạn, buông tay ra, thẳng chân, nâng chân kia lên, đồng thời xịt 1, 2, ở đây là 3, xịt 4, 5 thì đau, 6, 7, 8, 9, 10, sẽ đau phần bụng ở đây nha, đau phần bụng trên, sau thở ra. Tiếp theo là động tác hai chân kết hợp lại, tay sau đây của mình nha. Rồi nâng hai chân co cố, đồng thời ép hai chỏ lại, hóc chặt bụng lại, thở ra, một hạ về sau, tiếp hai đi chậm thôi các bạn nha, không có đi nhanh. Ba lên hóc chặt lại nè, hóc lại, một
Lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha.
Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.